Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi ước mong quý vị và các bạn sẽ có những phút giây chiêm nghiệm sâu sắc khi lắng nghe chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, đức tính thật thà, trung thực là đức tính cơ bản nhất trong mỗi con người. Trong văn hóa truyền thống, đức tính này được gìn giữ và truyền đời để các thế hệ sau phải học tập và tuân theo trong các quy tắc hành xử. Trước những lợi ích lớn lao mà vẫn giữ được sự trong sáng của tâm hồn, vẫn giữ được sự lương thiện, thật thà, thì điều đó rất đáng được tôn vinh. Chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa về sự thật thà, lương thiện trong chương trình Khát vọng cuộc sống hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khoảng thời gian diễn ra dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, nhiều người cùng cho rằng chúng ta cần sống chậm lại và suy nghĩ về nguyên nhân của dịch bệnh trên toàn cầu này. Điều mà từ trước tới nay chúng ta thường ít suy nghĩ tới. Người ta tin vào nhân quả hơn, tin vào việc làm điều thiện sẽ được phúc báo. Nhờ đó mà những hành động đẹp, đức tính tốt được báo chí và các nhà làm phim quan tâm truyền tải. Đơn cử như hai câu chuyện về lòng tốt như sau. Nhặt được cọc tiền khi đang bán hàng trên đường, người phụ nữ liên hệ công an trả lại cho người đánh rơi. Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh tặng giấy khen tuyên dương bà Bùi Thị Phụng, 46 tuổi, xã Bầu Trâm vì có hành động đẹp. Trong lúc bán thịt quay bên vỉa hè đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, chị Phụng phát hiện túi bóng bên đường. Kiểm tra bên trong, chị thấy số tiền rất lớn, liền báo lực lượng chức năng. Trích xuất camera, cảnh sát xác định chủ nhân là anh Nguyễn Thanh Dũng, ngụ tại phường Bầu Sen, bị rơi khi đi qua khu vực. Số tiền này của gia đình mua trái cây buôn bán, anh Dũng sau đó nhận lại 170 triệu dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Và đây là câu chuyện trả lại 150 triệu đồng khi nhặt được ở Lâm Đồng. Trong lúc đi làm về, thấy bọc tiền trên đường, người phụ nữ nhặt giao lại cho công an cơ quan trả lại cho người mất. Ủy ban Nhân dân Đạ Tẻn đã tặng giấy khen cho chị Nguyễn Thị Mỹ Như trước hành động đẹp nhặt được số tiền lớn trả lại cho người đánh rơi. Trên đường đi làm về qua thị trấn Đạ Tẻn, chị Như thấy túi màu nâu có nhãn hiệu một ngân hàng, liền nhặt lên, kiểm tra bên trong thấy nhiều cọc tiền với tổng số tiền là 150 triệu đồng. Sau đó, chị giao nộp lại cho công an thị trấn Đạ Tẻn. Cảnh sát xác định tài sản trên là của chị Trần Thị Hồng Phương. Do sơ suất, chị Phương để quên túi tiền bên vỉa hè trước nhà trong hơn 1 giờ. Tuyến đường đông người qua lại nên chị Phương nghĩ khó mà tìm thấy số tiền trên. Kính thưa quý vị, cổ nhân có câu, khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Con người thời nay đụng một tí là muốn tranh giành lợi ích, viện đến đủ các loại thủ đoạn, nhưng dù bạn có tranh thế nào cũng không tranh lại được với quy luật của đạo trời. Bạn không biết rằng phàm là các thứ dựa vào thủ đoạn mà tranh đoạt được đều là có mang theo mối nhân duyên ác. Vậy nên, chúng ta không nên chiếm tiện nghi, không giành giật lợi ích cho riêng mình. Bạn có phúc báo, tự nhiên bạn sẽ đắc được. Còn như bạn không có phúc báo, dù bạn có tranh giành được, mầm họa cũng theo đó mà đến. Tăng Quốc Phiên đã từng nói, làm người, chớ đấu danh với quân tử, chớ đấu lợi với tiểu nhân và chớ đấu khôn khéo với trời đất. Đừng đấu khôn khéo với trời đất chính là đừng làm trái với đạo trời mà tranh giành. Mọi việc cần phải thuận theo đạo trời mà hành xử. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Một tiếng ca khát vọng cuộc sống đem niềm vui giữa đời bận rộn. Ân tình thiên tha dịu êm, có những bi thương đau buồn trầm luân. Cuộc đời lầm lỡ mang bao nhiêu sầu, mẹ dấu một tiếng thở dài. Hãy thức dậy đi, những tâm hồn sỏi đá
thanh tâm mang hoài bão, gieo hạt giống thiên lương. Hãy nhớ sống thật chân thành tâm mang hoài bão. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ những điều ý nghĩa này cho cộng đồng. Đồng thời nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát vọng cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.